Kính chào quý khán giả đang theo dõi thông tin toàn cảnh trên kênh tin tức của Báo Tiền Phong. Theo thông báo số 1871 về kết luận thanh tra số 966 tại Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba, trong quá trình thực hiện, nếu phát hiện dấu hiệu tội phạm hoặc đến cuối năm 2023 chưa thực hiện được việc thu hồi thì chuyển cơ quan điều tra Bộ Công an để điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật. Thế nhưng, đã hơn 4 tháng, tính đến thời điểm trung tuần tháng 5, việc này vẫn chưa hoàn tất. Những sai phạm của Vinataba được thanh tra kết luận cụ thể ra sao? Cơ quan chức năng có biện pháp gì để xử lý những sai phạm này? Thông tin chi tiết sẽ được đề cập trong nội dung ngay sau đây. Loạt sai phạm tại khu đất vàng 152 Trần Phú. Theo kết luận của thanh tra, dự án tại khu đất vàng 152 Trần Phú, khi Vinataba đã chuyển nhượng tài sản nhà nước sang cho tư nhân thông qua tiểu xảo góp vốn bằng quyền sử dụng đất, sau đó nhanh chóng thoái toàn bộ vốn ra khỏi dự án với số tiền chênh lệch thấp so với giá thị trường. Những vi phạm pháp luật này đã được thanh tra chính phủ chỉ ra cụ thể. Không thực hiện đánh giá lại tài sản là không đúng quy định về quản lý tài sản doanh nghiệp nhà nước, làm trái chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, vi phạm pháp luật về chuyển nhượng tài sản doanh nghiệp do nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ khi chuyển nhượng 30.927,7m2 tại 152 Trần Phú, không xin phép Thủ tướng Chính phủ, không thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất, có nguy cơ thất thoát tiền của nhà nước, của doanh nghiệp. Hành vi của Vinataba cố ý chuyển nhượng quyền sử dụng đất đối với khu đất tại 152 Trần Phú, quận 5, thành phố Hồ Chí Minh cho công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Alliance vào ngày 26 tháng 8 năm 2015 là vi phạm pháp luật theo điểm D khoản 1, điều 64 Luật Đất đai năm 2013 về đất không được chuyển nhượng, tặng cho. Theo như quyết định thu hồi của Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh số 4856 ngày 25 tháng 10 năm 2023 do Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Bùi Xuân Cường đã ban hành. Theo Thanh tra Chính phủ, ngày 10 tháng 1 năm 2024, Vinataba đã báo cáo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp danh sách tập thể, cá nhân thực hiện kiểm điểm, xử lý kỷ luật. Đến ngày 17 tháng 1 năm 2024, Vinataba gửi báo cáo đến Thanh tra Chính phủ ngày 17 tháng 1 năm 2024, khẳng định Tổng Công ty đang chờ chỉ đạo của Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp để tiếp tục thực hiện công tác xem xét trách nhiệm, kiểm điểm, xử lý kỷ luật theo quy định. Mặc dù vậy, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp vẫn báo cáo Chính phủ rằng hiện nay, Tổng Công ty Thuốc lá đang tiếp tục rà soát, kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến thiếu sót, vi phạm đối với việc chuyển nhượng cơ sở nhà đất tại 152 Trần Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Nhưng trong báo cáo ngày 19 tháng 2 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ, gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái lại chỉ ra, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp chưa báo cáo kết quả thực hiện xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật theo quy định của pháp luật đối với tập thể, cá nhân tại Tổng Công ty Thuốc lá đã để xảy ra những thiếu sót, vi phạm nêu tại kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban. Trước đó, liên quan đến dự án đất vàng của Vinataba giữa tháng 4 năm 2024, theo thông tin từ Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, đơn vị này đã chủ trì cuộc họp với các sở ngành liên quan và Ủy ban Nhân dân quận 5 về việc thực hiện quyết định thu hồi 30.972,7m2 đất tại địa chỉ số 152 Trần Phú, phường 4, quận 5. Khu đất này được xem là một trong những khu đất vàng tại quận 5 thành phố Hồ Chí Minh khi có ba mặt tiền đường Trần Phú, Lê Hồng Phong, Trần Nhân Tôn với mục đích xây dựng khu phức hợp cao ốc văn phòng và căn hộ cao cấp. Khu đất này thuộc quyền sử dụng của Tổng Công ty Thuốc lá Việt Nam Vinataba. Sau khi được cấp giấy chứng nhận vào tháng 8 năm 2005, Vinataba đã mang quyền sử dụng khu đất này góp vốn vào công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Alliance. Tại cuộc họp diễn ra vào hồi tháng 4, đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Vinataba cho rằng họ không còn quản lý sử dụng khu đất 152 Trần Phú nên không thể bàn giao. Trong khi đó, công ty trách nhiệm hữu hạn Vina Alliance lại không hợp tác bàn giao khu đất. Do vậy, theo đại diện Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh, cần thiết phải thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và thẩm quyền thuộc về Ủy ban Nhân dân quận 5. Các đơn vị của địa phương này đang rà soát trình tự, thủ tục để cưỡng chế theo quy định. Chỉ đạo dứt điểm. Đầu năm 2024, Văn phòng Đăng ký Đất đai thành phố Hồ Chí Minh đã có công văn số 184 gửi Vina Alliance và Vinataba yêu cầu giao nộp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số T00112/1A do Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cấp cho khu đất số 152 Trần Phú. Theo đó, trong vòng 10 ngày kể từ khi văn bản này được ban hành, Vina Alliance và Vinataba phải có trách nhiệm bàn giao lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tuy nhiên, doanh nghiệp không thực hiện, buộc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh phải thông báo hủy bỏ giấy chứng nhận đã cấp cho khu đất vàng số 152 Trần Phú. Mới đây, tại cuộc họp với các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận 5, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh thông tin, Vinataba trình bày rằng
tổng công ty không còn quản lý sử dụng khu đất nên không thể bàn giao, còn Vina Alliance thì không hợp tác bàn giao khu đất nên Trung tâm Phát triển Quỹ đất Thành phố Hồ Chí Minh không thể thu hồi khu đất tại địa chỉ số 152 Trần Phú nói trên theo quyết định của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Vì vậy, để hoàn tất việc thu hồi, cần thiết phải thực hiện thủ tục cưỡng chế thu hồi đất và việc cưỡng chế này thuộc thẩm quyền của Ủy ban Nhân dân quận 5. Thanh tra Chính phủ cho rằng, việc chịu trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm trên thuộc về Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng thành viên, Tổng giám đốc, Ban lãnh đạo Vinataba và Vinataba Sài Gòn. Thanh tra Chính phủ kiến nghị, Chính phủ chỉ đạo Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp và bộ ngành liên quan xử lý xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật đối với các tổ chức cá nhân đã để xảy ra những thiếu sót vi phạm thuộc thẩm quyền quản lý. Tháng 2 năm 2024, Thanh tra Chính phủ đã có báo cáo số 219 về kết quả thực hiện kết luận thanh tra số 996 của Thanh tra Chính phủ về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, sử dụng vốn và tài sản, thoái vốn và tái cơ cấu tại Vinataba gửi Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Theo đó, liên quan đến khu đất vàng tại địa chỉ số 152 Trần Phú, Thanh tra Chính phủ cho hay các đơn vị trực thuộc Vinataba cơ bản đã hoàn thành công tác rà soát, xem xét kiểm điểm trách nhiệm theo kiến nghị tại kết luận thanh tra. Tuy nhiên, tổng công ty thì vẫn đang tiếp tục rà soát, kiểm điểm trách nhiệm liên quan đến thiếu sót vi phạm. Cũng theo Thanh tra Chính phủ, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp cũng chưa báo cáo kết quả thực hiện việc xem xét trách nhiệm và có hình thức kỷ luật theo quy định pháp luật đối với các tập thể, cá nhân tại Vinataba đã để xảy ra những thiếu sót vi phạm nêu tại kết luận thanh tra thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban. Sau đó, Văn phòng Chính phủ có văn bản số 1314 truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Cụ thể, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái yêu cầu Bộ Công Thương, Bộ Tài chính, Bộ Công an, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, Vinataba và các bộ, ngành, địa phương liên quan theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền khẩn trương thực hiện đầy đủ, dứt điểm các nội dung kết luận, kiến nghị tại kết luận thanh tra số 966 ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Thanh tra Chính phủ. Đồng thời, khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại văn bản số 7832 ngày 10 tháng 10 năm 2023 của Văn phòng Chính phủ và kiến nghị của Thanh tra Chính phủ nêu tại mục 2, phần 3, văn bản số 219 ngày 19 tháng 2 năm 2024 của Thanh tra Chính phủ, bảo đảm theo đúng quy định của pháp luật. Trải qua hơn chục năm triển khai, công ty Sông Đà Nha Trang nhiều lần chuyển nhượng dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Hiện dự án chậm tiến độ, thi công cầm chừng. Đây cũng là dự án mà người dân liên tục khiếu nại tố cáo về các sai phạm về pháp lý, về tranh chấp hợp đồng. Khu dân cư Cồn Tân Lập nằm ở phường Hương Xuân, thành phố Nha Trang, được Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu năm 2011. Dự án có diện tích hơn 7,9 ha, tổng mức đầu tư khoảng 2.718 tỷ đồng do liên doanh giữa Công ty Cổ phần Sông Đà, Thăng Long và Công ty Cổ phần Sông Đà, Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập chia ra nhiều dự án thành phần được chuyển nhượng cho các nhà đầu tư như dự án khu đất thương mại TM1 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn HP Hospitality Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án tổ hợp khách sạn căn hộ cao cấp Mường Thanh Khánh Hòa tại lô TM2 do doanh nghiệp tư nhân xây dựng số 1 Điện Biên Phủ làm chủ đầu tư. Dự án triển khai một phần dự án khu dân cư Cồn Tân Lập trên các lô đất HH1, HH2, HH3 do Công ty Cổ phần Đầu tư VHR làm chủ đầu tư. Ngoài ra còn có dự án trường mầm non Hoa Biển tại lô CC02 do Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hoa Biển Nha Trang làm chủ đầu tư. Dự án khu dân cư Cồn Tân Lập nằm trong dự án tổng thể chỉnh trang đô thị, xây dựng kè và đường dọc bờ sông Cái ở thành phố Nha Trang. Tuy vậy, qua khoảng 13 năm triển khai, dự án này vẫn còn ngổn ngang, chậm tiến độ và liên tục vấp phải các đơn thư khiếu nại, tố cáo của khách hàng. Lần gần đây nhất vào cuối năm 2023, tỉnh Khánh Hòa đã đồng ý gia hạn 12 tháng cho chủ đầu tư khắc phục việc chậm tiến độ đối với dự án. Mặc dù dự án đang trong quá trình điều tra và còn nhiều đơn thư tố cáo, nhưng chủ đầu tư vẫn huy động xe cơ giới vào công trường thi công. Xung quanh dự án được vây tôn kín, cao chừng 2 mét. Nơi đây có nhiều cổng ra vào khu đất và luôn có bảo vệ túc trực. Công nhân cùng xe tải, máy móc được huy động làm việc tại dự án. Bên trong khu đất, một số công trình làm khung sắt và xây kiên cố chưa hoàn thiện. Nhiều vị trí còn là bãi đất trống đang được làm mặt bằng, cạnh đó là bê tông, đất đá vương vãi. Bất chấp việc dự án đang bị điều tra,
một số trang mạng xã hội vẫn giao bán đất nền tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Được biết, trong quá trình thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập từ năm 2015 đến năm 2017, Nguyễn Chí Uy là Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang cùng với Kế toán trưởng Công ty là Đào Trung Dũng đã dùng thủ đoạn gian dối lừa bán các lô đất không nằm trong thiết kế quy hoạch của dự án. Từ năm 2015 đến năm 2017, Nguyễn Chí Uy và Đào Trung Dũng đã gian dối, lừa bán và chiếm đoạt tiền nộp mua đất nền từ các khách hàng với số tiền hơn 34,5 tỷ đồng. Sau khi chiếm đoạt, Nguyễn Chí Uy chỉ đạo Đào Trung Dũng sử dụng toàn bộ số tiền chiếm đoạt của các bị hại để chi trả sử dụng cho cá nhân và các hoạt động khác của Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang. Tòa án Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã phạt Nguyễn Chí Uy 18 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Bản án cũng buộc Công ty Cổ phần Sông Đà Nha Trang phải hoàn trả bồi thường 25 tỷ đồng đã chiếm đoạt của khách hàng. Đến nay, ngoài chậm tiến độ, dự án trên liên tục bị khiếu nại, khiếu kiện. Ngày 24 tháng 10 năm 2023, Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa có thông báo cho phép nhà đầu tư gia hạn thêm 12 tháng để giải quyết các công việc liên quan đến dự án khu dân cư Cồn Tân Lập. Và mới đây, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp chứng cứ, đồ vật, tài liệu, dữ liệu điện tử có liên quan đến vụ việc đang xác minh điều tra tại dự án khu dân cư Cồn Tân Lập tại phường Hương Xuân, thành phố Nha Trang. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa cung cấp toàn bộ hồ sơ tài liệu liên quan đến quá trình triển khai thực hiện dự án khu dân cư Cồn Tân Lập, gồm quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, nghĩa vụ tài chính, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tiến độ thực hiện dự án, xử lý vi phạm. Công an tỉnh Khánh Hòa cũng yêu cầu cung cấp hồ sơ văn bản cụ thể về việc dự án trên nằm trong kế hoạch sử dụng đất, có phù hợp quy hoạch chung của thành phố Nha Trang, có thuộc trường hợp phải đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt hay không. Đồng thời, Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Khánh Hòa phải làm rõ quá trình triển khai thực hiện dự án có vi phạm về đất đai, khoáng sản và bảo vệ môi trường. Quá trình triển khai dự án, danh sách các cá nhân liên quan đến việc tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trong quá trình triển khai thực hiện. Công an tỉnh Khánh Hòa đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có văn bản trả lời kèm theo tài liệu trước ngày 16 tháng 5. Theo Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng, quá trình triển khai dự án Thành An Tower số 21 Lê Văn Lương đã phát sinh nhiều đơn thư tố giác. Do đó, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã khởi tố vụ án hình sự về vi phạm quy định về quản lý đất đai. Cụ thể, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã có thông báo gửi Tổng Công ty Thành An, Bộ Quốc phòng, Công ty Cổ phần Tư vấn Đầu tư Xây dựng Ba Đình, Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, người tố giác tội phạm về kết quả giải quyết nguồn tin về tội phạm liên quan dự án Thành An Tower, hay còn gọi là Manhattan Tower, tại số 21 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội. Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng cho biết đã nhận được đơn tố giác tội phạm của một số cá nhân mua căn hộ tại dự án Thành An Tower với nội dung đề nghị Bộ Quốc phòng, các cơ quan có thẩm quyền xác minh làm rõ việc buông lỏng quản lý đất đai, quản lý vốn, tài sản của nhà nước. Bước đầu, Cơ quan Điều tra Hình sự Bộ Quốc phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm các quy định về quản lý đất đai xảy ra tại dự án Thành An Tower, quy định tại khoản 3, điều 229 Bộ Luật Hình sự. Trước đó, Thanh tra Xây dựng cũng từng có kết luận chỉ ra loạt vi phạm về điều chỉnh quy hoạch xây dựng tại dự án Tổ hợp Văn phòng, Dịch vụ Thương mại và Nhà ở Thành An Tower do Tổng Công ty Thành An làm chủ đầu tư. Theo đó, Thanh tra Bộ Xây dựng kết luận Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội điều chỉnh quy hoạch 3 lần, Sở Quy hoạch Kiến trúc 1 lần, chấp thuận tổng mặt bằng sai quy định pháp luật, chấp thuận tổng mặt bằng thêm thủ tục hành chính khi đã có quy hoạch chi tiết đủ điều kiện để chấp thuận đầu tư xây dựng. Thanh tra Bộ Xây dựng cho rằng dự án 4 lần điều chỉnh sai quy định đã làm thay đổi từ đất cơ quan cải tạo chỉnh trang năm 2002-2006 thành cơ quan văn phòng cao 25 tầng năm 2008. Cuối cùng trở thành dự án văn phòng, dịch vụ thương mại và căn hộ chung cư để bán năm 2010. Việc điều chỉnh quy hoạch dự án đã làm tăng diện tích đất xây dựng từ 6.107 m2
lên 6.146,95m², tăng mật độ xây dựng từ 40% lên 51%, tăng số tầng từ trung bình 5 tầng lên 30 tầng, tăng diện tích xây dựng từ 2.443m² lên 3.145m², diện tích sàn xây dựng từ 12.214m² lên 76.140m², tăng quy mô dân số từ 500 người lên khoảng 1.308 người. Dự án số 21 Lê Văn Lương của Tổng Công ty Thành An có tên ban đầu là Thành An Tower. Chủ đầu tư ban đầu dự án là Tổng Công ty Thành An, sau này chuyển giao hợp tác với Công ty Cổ phần Tư vấn và Đầu tư Xây dựng Ba Đình. Mặc dù được giao đất từ năm 2009 và đã tổ chức lễ khoan nhồi cọc, nhưng đến tháng 3 năm 2017, dự án mới được Sở Xây dựng Hà Nội cấp giấy phép xây dựng. Sau gần 10 năm bất động, đầu năm 2018, dự án Thành An Tower đã được tái khởi động với tên gọi mới là Manhattan Tower, cùng với sự xuất hiện của đơn vị phát triển dự án mới là Công ty Cổ phần Landmark Holding, sau này đổi tên thành Công ty Cổ phần Quốc tế Holding. Manhattan Tower được giới thiệu có tổng diện tích 3.948m², diện tích xây dựng 2.051m², quy mô 2 block 30 tầng, 327 căn hộ, với diện tích từ 62 đến 428m², khởi công tháng 1 năm 2018, dự kiến hoàn thành tháng 1 năm 2019. Tuy nhiên, vào tháng 12 năm 2018, dự án đã dừng triển khai sau khi đang xây dựng đến tầng 21. Dự án này cũng nằm trong danh sách bị quận Thanh Xuân đề nghị thu hồi. Theo ghi nhận, sau nhiều năm triển khai, đến nay dự án vẫn là khối bê tông sừng sững nằm bất động tại khu đất vàng số 21 Lê Văn Lương. Hiện dự án đang bỏ hoang, công trình cũ dần, dàn thép đang hoen rỉ. Trong văn bản gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước giải trình nguyên nhân chứng khoán bị đưa vào diện cảnh báo khoảng tháng 4 năm 2023, Công ty Cổ phần Quốc tế Holding, mã chứng khoán LMH, đã đề cập đến nguyên nhân Manhattan Tower chậm tiến độ. Công ty Cổ phần Quốc tế Holding cho biết dự án này đang tạm dừng thi công bởi nhiều lý do, như để phục vụ công tác điều tra theo thư nặc danh tố cáo năm 2010-2011, điều chỉnh thiết kế tầng hầm và việc chuyển mục đích đất quốc phòng sang đất dân dụng để thực hiện dự án. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin nóng của chúng tôi. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình tiếp theo.